Hi everyone, welcome back to Jaden Family Vlogs. Today I want to share with you how I make Vietnamese rice noodle soup with sand crab. So please join me in the kitchen. Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ thử nấu món bánh canh ghẹ giò heo. Mời các bạn cùng vào bếp chung với mình nha. Để xem coi người Việt lớn lên ở Úc có biết nấu món bánh canh ghẹ giò heo không nha các bạn. So what I got here is a hot pot of water. I'm gonna add in the pork bun. Thì bây giờ mình đã chuẩn bị cái nồi nước sôi, mình sẽ bỏ xương heo vô trước nha các bạn. Giờ trong đây mình cũng sẽ để một củ hành hay là ăn nhất. Mình sẽ thêm vào đây một chút xíu muối để sống. Đường nha các bạn, sugar and a bit of fish sauce. Và bây giờ kế tiếp là mình sẽ ướp giò heo nha các bạn. So next I'm gonna marinate the pork leg. Gonna add in some salt, sugar, và bây giờ mình sẽ để chút xíu bột ngọt. This is MSG, it's optional. So what I'm adding in next is sweet paprika. Và cái này là giống như là cái bột của hạt điều vậy đó nha các bạn. Nó giống như vậy đó, nhưng mà nó là ớt á. Nhưng mà nó không có cay, nó cái loại mà ớt ngọt á, nó có màu thôi nha. Thì bây giờ mình sẽ trộn đều ớt với giò heo nha các bạn. Gonna marinate this pork leg first. So when you cook this, they're gonna have a beautiful color. Mình ốp cái này thì ngồi ở cái giò heo nấu ra nó sẽ có cái màu đẹp hơn nha. So after you mix it well, you leave it aside for marinate about an hour. Bây giờ mình sẽ để đây cho ốp khoảng 1 tiếng nha các bạn. Bây giờ một khi nó sôi lên mình sẽ vớt bột nha các bạn. Once it's fully boiled, remove the skin, okay? There you go. So I have to remove all these to make the stock more nice and clear. Mình vớt bột đi thì cái nước nước súp của mình sẽ trong hơn nha. Bây giờ sau khi mình nấu khoảng 10-15 phút xương thì mình sẽ để giò heo vô nha các bạn. So after about 10-15 minutes, I'm gonna put in the pig's leg that I marinate. So bring this to a boil as well and then remove the skin again. Giờ mình đợi cho cái này nó sôi lên một lần, cái mình sẽ nhấc bỏ thêm lần nữa nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ rửa ghẹ nha các bạn. So this is how I clean my crab. I already give it a good scrub on the side here and on that side. Mình đã chùi rửa sạch sẽ rồi nha các bạn. Bây giờ mình chỉ cần tắt con ghẹ ra thôi. All I need to do now is to separate the crab. There you go. So what I need to remove in here is the sand sack. Trong đây nó có cái bịch cát á, các bạn nhớ phải lấy nó ra nha. And I will keep this one separate for the soup base. And for the meat, I will use the scissors to clean the rest of it. Cut this tiny bit off. Cut all the pieces off. Cắt hết mấy cái cọng nhiều của nó đây. Then remove the bottom part. That's it. Bit of a rinse. Another wash, a little bit of a wash on that side and on this side. And that's it. There you go. As you can see, it's nice and clean. That one I will keep it separate just to put on the soup to serve later, okay? So in this soup base, I will put the shell in.
as well. Trong đây mình sẽ để luôn cái vỏ ghẹ vô cho nó thơm nha các bạn. Chút mình dắt nó ra nha. You're gonna remove this later, okay? So just put it in so you have more of the crab flavor. Để vô đây để cho nó thơm cái mùi ghẹ. Và chút xíu mình sẽ dắt nó ra. Once you put the crab shell in, the aroma, it smells so good. It has that seafood crab smell. Mình sẽ dớt bọt nữa nha các bạn. Nãy mình nói là để cái vỏ ghẹ vô nó rất là thơm cái nồi bánh canh nha. Bây giờ mình sẽ dớt thêm bọt này nữa. Bây giờ mình sẽ dớt xương ra nha các bạn. I'm gonna remove all the soup bone. Remove the bone. Now I'm gonna put in the remain of the crab. Mình để vô đây khoảng 3-5 phút thôi nha. So you only need to cook this about 3-5 minutes, and then we remove it out. So once you put it in and let it bring back to the boil. And leave it about 2 minutes, then remove it. Đây, bạn nhìn to thả càng hết rồi. Đây, thì bây giờ nó đã sôi lên rồi. Là mình chuẩn bị dớt nó ra nha các bạn. Now we need to remove it, okay? About 3 kilos today. My eye is bigger than my belly. Này có mắt bự hơn cái bụng này. So we got a hot pan here. We're gonna put some oil. We need to saute some of the shrimp paste. Bây giờ mình có cái chảo đây, mình sẽ thử chút xíu hành nha các bạn. Be thickening up. I'm using here is corn flour, corn starch. Ở đây là mình dùng là bột bột bắp nha các bạn, để cho cái nước nó đặc lại. Đây. You will need to add some water to it. Cần pha với nước. Thì mình sẽ khuấy đều nó rồi mình sẽ để vô nồi nước súp nha. Give it a good mix. Then we will add this to the soup pot too.
thickening up the soup. Đây. Khi nó sôi như vậy mình sẽ để bột vào nồi bánh canh nha. Give it a good mix and then we add it to the soup pot now. So add it in slowly and mix it constantly. So once you put it in and you can feel the thickness, it start to get thickening up, then you stop pouring. But if you need more, then you need to add a bit more flour if you need it. Mình khuấy cho đều tay, mình thấy nó vừa cứng tay là mình ngưng để bột nha các bạn. Còn nếu mà mình thấy chưa đủ thì mình sẽ thêm bột vào. Cái này là bánh canh ghẻ ôm giò heo của nhà Thắm nấu nha. I'm probably gonna end my video here and I just wanna say thank you so much for following us in the kitchen. I hope you enjoy our cooking and if you do like, please leave a like and subscribe. We always look forward to seeing you in our next video. Chắc mình sẽ tạm ngưng video ở đây và cảm ơn các bạn đã cùng vào bếp chung với mình nấu món bánh canh ghẹ giò heo. Nếu các bạn thấy thích video của mình, các bạn nhớ ủng hộ mình bằng đăng ký và chia sẻ. Và mình cũng cảm ơn hẹn các bạn những video tiếp theo.